Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi và hôm nay cũng là một ngày mà có rất nhiều thông tin sôi động các bạn Và hôm nay đó, công ty cũng bận cho nên không có thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội Cho nên sẽ cố gắng chia sẻ hết những tin tức lớn ngày hôm nay với các bạn Chúng ta có thông tin liên quan tới ngân hàng Và hôm nay đó, chúng ta lại thấy được là crypto và Bitcoin lại tiếp tục bị tấn công Chuyện gì lại xảy ra nữa Thùng sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn và cũng có liên quan tới SEC Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là BTC đã tăng trưởng và hôm nay đã trở lại cái mức là 28.000 đô rồi các bạn Tại vì càng ngày lại càng có nhiều người nhận được giá trị của BTC, giá trị của crypto Nói chung và Thùng sẽ chia sẻ những cái thông tin liên quan tới điều này với các bạn một lát nữa Nhưng mà đầu tiên hết chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay thì kết thúc ra sao Các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq đã kết thúc là tăng 1.01% S năm 500 và Dow Jones thì cũng kết thúc là màu xanh các bạn à, Nhưng mà không phải là xanh nhiều lắm Nói chung thì chúng ta tiếp tục thấy được là thị trường chứng khoán có sự hợp phục ngày hôm nay à, Chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến bộ tài chính Cũng có ảnh hưởng đến tại sao mà chứng khoán lại xanh trở lại Sau khi mà Fed phát biểu một cách coi như là rất khó hiểu ngày hôm qua Và chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đó pre-market thông tương lai thì không có sự thay đổi nhiều Cả ba hợp đồng tương lai bây giờ đó không có thay đổi bao nhiêu hết Nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đi Hợp đồng dầu thì cũng như vậy mà thôi các bạn vẫn mức coi như là thấp trong vòng mấy tháng qua. Bây giờ mức là 69 đô và 74 cent cho một thùng dầu. Còn hợp đồng vàng thì sao? Hợp đồng vàng thì chúng ta được là vàng ở mức là 1994 Coi như là cũng tăng trưởng rồi các bạn Chúng ta đã rất gần tới cái mức 2.000 đô Và nếu như chúng ta nhìn vào từ năm tới giờ đó Thì vàng tuy đã tăng nhưng mà nếu các bạn nhìn vào phần trăm Thì hợp đồng vàng tăng 8.05% So với lại giá vàng một năm trước đó, thì hầu như không có sự thay đổi các bạn Một năm trước so với năm nay đó, thì giá vàng tăng 0.92% mà thôi Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là một lần nữa giá vàng lại đến cái phần là gần như 2.000 đô sau một thời gian dài các bạn thấy được là lần cuối cùng mà giá vàng ở mức là 2.000 đô đó lần đó chúng ta thực là đã trả về khoảng chừng là tháng 8 năm 2020 rồi còn về crypto thì sao crypto thì các bạn thấy được là BTC ngày hôm nay đã tăng trưởng trở lại các bạn sau khi mà đi xuống mạnh lúc mà Fed phát biểu ngày hôm qua đó thì giá đã có lúc đi xuống tới mức là khoảng 26.600 nhưng mà sau đó nó hụt lại 27.000 lúc làm video ngày hôm qua và tới ngày hôm nay đó chúng ta đã ở mức là 28.251 rồi hồi sáng này ra đã có lúc giá của BTC lên tới 28.800 đô các bạn một lần nữa muốn phá 29.000 đô và không chỉ riêng là BTC chứ các bạn thấy được là cả thêm crypto ngày hôm nay đó cũng là một màu xanh chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa đã tăng 3.3% trong vòng 24 giờ qua các bạn đã thấy là Ethereum cũng tăng 3.9% BNB tăng 1.8% XRP tăng 3% Cardano tăng 2% hôm nay là một ngày tốt đối với crypto nói chung thì tại sao vậy các bạn thì có thể là tại vì thuận đang bận cái áo này các bạn à đây là một cái áo mà rất là màu mè mỗi lần mà thường mở áo này thì thị trường rất là xanh cho nên thường đã cố gắng hồi sáng này bận cái áo này để chúng ta có màu, màu xanh hơn <laughs> chỉ nói vậy với bạn mà thôi à, chúng ta bây giờ hãy chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật đi và Ngày mai đó thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có video Rất là rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào những cái mạng xã hội Các bạn nhìn vào những bài viết đó Thì các bạn sẽ thấy được là thị trường tâm lý bây giờ đã khởi sắc rồi Nó không còn tiêu cực như trước nữa Và thậm chí nó nhiều người đã lạc quan hơn Và chúng ta lại bây giờ không thấy những người mà kêu gọi 12.000 đô, 10.000 đô, dưới 10.000 đô nữa Mà thay vào đó chúng ta lại thấy là nhiều người bây giờ kêu gọi là một triệu đô la cho một BTC 100.000 đô cho một BTC vân vân điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nào mà theo dõi kênh ít nhất một năm qua thì các bạn cũng đã trải qua nhiều chu kỳ tâm lý rồi thì có thể nhiều bạn đã nhận ra được là thị trường tài chính nói chung là một cái thị trường mà được vận hành bởi câu chuyện và tâm lý để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì khi mà nói tới bởi câu chuyện và tâm lý đó thì thật ra chúng ta thường hay nói là thị trường bị làm giá thị trường bị bán tháo có cá mập cá vôi đang hoành hành nhưng mà trên căn bản đó thứ cuối cùng vẫn là cái yếu tố tâm lý thống trị cả thị trường này lúc nào đó các bạn thấy thấy được là phần lớn mọi người tâm lý là hướng về tiêu cực có nghĩa là cực kỳ lạc quan hay là cực kỳ sợ hãi và cái sự lạc quan nó sẽ kéo theo nhiều người lạc quan cái uh, sự tiêu cực hay là sợ hãi sẽ kéo theo nhiều người sợ hãi giống như là khi mà các bạn thấy được là giá cả không tốt đó là chúng ta có một người nói là giá sẽ xuống 12.000 10.000 rồi lại có người thứ hai lại có người thứ ba các bạn được là trong cái tình trạng đó đó thì nhiều người sẽ hướng về một cái xu hướng cho dù là khả năng đó tuy là có nhưng mà không có cao nhưng mà trong lúc mà mọi người cùng nhau sợ hãi thì trong tâm lý rất nhiều người nghĩ là khả năng đó rất là cao các bạn và ngược lại cũng như vậy luôn các bạn được là bây giờ đã giá cả đã đỡ hơn rồi chúng ta lại bắt đầu thấy được là nhiều người kêu gọi là btc có thể là phá đỉnh à, cũ năm nay btc sẽ lên tới 100.000 đô vân vân và các bạn được là một người thì lại có người hay tin tại vì chúng ta được là thị trường lúc nào cũng sẽ hướng về cái à, phía cực hết nhưng mà thật ra đó sự thật sẽ nằm ở đâu đó chính giữa, cho nên đó là điều mà tôi muốn truyền tải với các bạn. Lúc nào cũng như vậy, các bạn cần phải quản lý cả hai tâm trạng tham lam và sợ hãi, cho nên đó là điều rất là quan trọng nếu như các bạn muốn đầu tư lâu dài trong thị trường tài chính này tới cuối cùng đó các bạn sẽ nhận ra được là những người nào mà cực kỳ lạc quan thì thường sẽ không đúng và những người nào mà cực kỳ tiêu cực thường cũng không đúng luôn sự thật nó sẽ nằm ở chính giữa và chúng ta đang thấy được trên màn hình thì với cái sự tăng trưởng từ năm tới bây giờ đó đã, đã khiến cho nhiều người lạc quan hơn rất nhiều các bạn thấy được là trên màn hình chúng ta có đây là CTO của Tether nghe đồng USDT đồng ổn định thì CTO có nghĩa là giám đốc công nghệ thì người này đã nói là có lòng tin là BTC sẽ đạt được 100.000 đô thì bản thân thuận đương nhiên là cũng tin tưởng BTC có thể đạt được 100.000 đô thậm chí có thể đạt được 500.000 đô cũng là chuyện hoàn toàn có thể câu hỏi là khi nào mà thôi có phải chúng ta phải đợi tới cái chu kỳ này hay là lại thêm một chu kỳ nữa nhưng mà Giám đốc công nghệ của Tether đó nói là không, chúng ta có thể thấy BDC đạt 100.000 đô trong năm nay và năm nay không phải là năm hai viên các bạn theo lịch sử đó thì BTC không có đạt đỉnh mới khi nào mà chúng ta có Bitcoin hai bình xong rồi BTC mới bắt đầu một chu kỳ mới và sau đó chúng ta mới có cái đỉnh mới đó là theo lịch sử mà thôi nhưng mà lịch sử đó chỉ đúng cho đến khi nào mà nó đã không còn đúng nữa giống như chúng ta cũng đã từng thấy một sự kiện xảy ra à, trong năm ngoái đó chính là giá của BTC lần đầu tiên đã xuống thấp hơn cái đỉnh cũ có nghĩa là xưa nay đó mỗi một chu kỳ thì sau khi mà BTC đạt đỉnh mới Rồi chúng ta đi vào cái mùa downtrend đó, Thì trước đây BTC cho dù đi xuống đi nữa Cũng sẽ không xuống dưới cái đỉnh cũ Nhưng mà đợt này đó, thì lại xảy ra các bạn năm ngoái Là lần đầu tiên điều đó xảy ra Và có nhiều người lập luận là đó là tại vì chúng ta có những sự kiện như là FTX à, Hồi cuối năm các bạn được Chúng ta đã có nhiều cái sự kiện lớn trước đó Thì giá của BTC vẫn giữ được cái mức là khoảng à, 30.000 đô, 20.000 đô Nhưng mà sau khi mà có sự kiện cái FTX đã đẩy giá của BTC Đi xuống dưới cái định cũ à, Một thời gian ngắn nhưng mà đó là Một cái sự kiện quá bất ngờ xảy ra mà thôi Chứ đó không phải là tiền lợi của BTC Nhưng mà nếu như mà điều đó đã có xảy ra Thì à, tôi nghĩ cũng có thể xảy ra là Giá của BTC có thể đạt được định mới à, Trước khi mà có Bitcoin haven không có gì là không thể hết thường cũng hy vọng là người này nói đúng thường chị muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ đó thị trường đã lạc quan hơn rồi và nếu như mà giá của BTC muốn đạt được tới mức là 100.000 đô thì giá của BTC phải tăng từ bây giờ lên tới mức 100.000 đô đó là phải tăng 270% từ đây cho đến cuối năm các bạn và các bạn thấy được là điều đó có thể hay không thì cũng có thể chúng ta nên nhìn thấy được là giá của BTC từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 70% rồi. Nếu như mà giá của BTC thật sự là lập đỉnh mới đừng nói tới đạt được 100.000 đô nếu như mà giá BTC thật sự đập đỉnh mới cho năm nay đó thì đó sẽ là một sự bất ngờ đối với rất nhiều người trong đó đương nhiên là có thuận nữa và đương nhiên không chỉ riêng là người này đâu các bạn chúng ta cũng có một trong những trader đã nhiều năm rồi thật ra trước đây rất nổi tiếng là Peter Brand thì sau này Peter Brand cũng đã ít nổi tiếng hơn khi xưa nhưng mà Peter Brand cũng đã chia sẻ gần đây là Peter Brand nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể thấy BTC Đạt đỉnh mới nhưng mà phải tốn tới 12 tháng lận chứ không phải là chỉ trong nhiều năm nay như là được chia sẻ bởi giám đốc công nghệ của Tether. Và không chỉ riêng là hai người này các bạn, một trong những người mà rất là yêu thích BTC và rất là bullish dài hạn đó chính là Cathie Wood. Thì Cathie Wood cũng chia sẻ gần đây liên tục đó chính là cô ta nghĩ là vấn đề liên quan ngân hàng đó là một động lực rất lớn để mà thúc đẩy sự chấp nhận của BTC bất cứ một ai mà có nhiều tiền đó, thì cũng nên nghiêm túc xem xét coi là có nên mua BTC để mà phân bổ vốn hóa đầu tư hay không nên lưu trữ một phần trong BTC hay không tại vì chúng ta được là bây giờ đó nhiều người có nhiều tiền thì họ lại không tin tưởng ngân hàng và chúng ta được là những người mà có tiền thì họ cũng đã đầu tư nhiều lĩnh vực rồi trong đó đương nhiên nhiều người cũng đã lưu trữ vàng lưu trữ trái phiếu lưu trữ cổ phiếu thì bây giờ đó nếu như mà họ không có tin tưởng vào ngân hàng nữa thì họ cũng cần phải đem tiền đó đi đi mua một loại tài sản nào khác và họ có muốn tiếp tục mua mua những tài sản mà họ đã có rồi hay là họ muốn đa dạng hóa vào một loại tài sản mới và đây cũng là lập luận của rất nhiều người trong đó có thuận tại sao mà thuận nghĩ là BTC 100 ngàn thậm chí là 500 ngàn cũng là điều hoàn toàn có thể chúng ta chỉ cần là một phần nhỏ của dòng tiền đến từ những cái tài sản khác thì giá của BTC đã có thể lên tới con số đó rồi và hồi nãy đó thuận có chia sẻ với các bạn là thị trường tài chính chủ yếu được vận hành bởi tâm lý có nghĩa là nỗi lo sợ và sự tham lam và chúng ta cũng thấy là thị trường được Điều khiển bởi câu chuyện, lúc nào chúng ta cũng có một câu chuyện trong thị trường tài chính hết. Các bạn theo dõi thuận một thời gian các bạn sẽ biết là bất cứ một thời điểm nào chúng ta cũng có một cái gì đó đang lớn đang xảy ra cho dù đó là dịch bệnh, chiều đó là chiến tranh. Chúng ta nói tới công ty bất động sản Evergrande ở Trung Quốc, chúng ta nói tới nợ Trần, chúng ta nói tới ngàn Credit Suisse, bây giờ chúng ta lại nói tới những cái ngân hàng địa phương ở Hoa Kỳ đang gặp vấn đề. Khi mà các bạn nhìn lại đó thì các bạn sẽ được là chúng ta luôn bị đẩy đưa bởi những câu chuyện trong thị trường tài chính này nhưng mà cũng như tất cả câu chuyện mà các bạn đã từng đọc đó đều có ngụ ý đều có lý do tại sao mà người ta viết ra câu chuyện này để mà chia sẻ với các bạn thì trong thị trường tài chính cũng như vậy đó các bạn lúc nào cũng à, có một câu chuyện nào đó và cốt lõi đó là vẫn muốn các bạn suy nghĩ về một cái gì đó vẫn muốn hợp thức quá một cái gì đó có thể là đối với nhiều bạn trong thị trường à, tài chính à, đã lâu năm nữa, thì các bạn thấy những câu chuyện này nghe quá nhàm chán chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra nhưng mà thật ra những câu chuyện này đó rất có hiệu quả các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là thị trường lên xuống theo những câu chuyện như thế này và đó là, là lý do tại sao mà những nhà báo tất cả những người mà có tiền họ đều muốn điều khiển họ đều muốn là mọi người nghe câu chuyện của họ và làm theo cái ý mà họ muốn cho nên quản lý câu chuyện rất là quan trọng và câu chuyện bây giờ là gì câu chuyện bây giờ đó chính là những ngân hàng đang gặp vấn đề và BTC là một tài sản có thể chú ấn được ở thời điểm này đó là cái câu chuyện đang được nói tới đã được lan tỏa khắp nơi và Cathy Wood là một trong những người mà liên tục chia sẻ câu chuyện này Mỗi lần mà được phỏng vấn đó thì Cathy Wood à, đều nói là một trong những lý do tại sao mà Cathy Wood rất là bullish về BTC Và nghĩ là Bitcoin sẽ đạt được 1 triệu đô la từ đây cho đến năm 2020 Có nghĩa là chúng ta chỉ còn có 7 năm nữa thôi Thì giá BTC đi từ cái mức này tới 1 triệu cho đến một triệu rưỡi đô la Dựa theo ước tính đến từ ARK Invest của Cathy Wood khi mà các bạn suy nghĩ lại đó đương nhiên không ai muốn ngân hàng bị sụp đổ không ai muốn người ta mất tiền không ai muốn ngân hàng à, đóng cửa rồi người ta thất nghiệp hết nhưng mà sự thật đó là câu chuyện về ngân hàng sụp đổ rồi cùng lúc đó giá cả của BDC à, có cái sự tăng trưởng đã tạo ra một câu chuyện rất là cần thiết thời điểm này có phải là giá của BDC tăng trưởng tại vì người ta sợ là ngân hàng sụp đổ cho nên lấy tiền mua BDC lại không đó, thì cái đó vẫn không có câu trả lời nhưng mà sự thật là giá của BDC đã tăng trong lúc mà ngân hàng gặp vấn đề và đây là câu chuyện đến rất đúng lúc tại vì từ năm ngoái tới bây giờ rồi các bạn thực là câu chuyện liên quan đến crypto là một cái câu chuyện buồn các bạn. Đây là một câu chuyện mà rất tiêu cực mỗi lần mà nói tới thì dịch crypto này lên thì chúng ta lại nghĩ đến những câu chuyện liên quan tới FTX, liên quan tới Voyager, liên quan tới Celsius vân vân, liên quan tới uh, Luna và UST và những người mà chống nó crypto họ đã dùng những sự kiện đó để mà viết lên một câu chuyện mà cái à, kết quả của crypto là một cái kết quả rất là xấu khiến cho nhiều người chán nản nhiều người rời khỏi và à, phần lớn mọi người đã, đã quay lưng với lại thị trường này từ năm ngoái tới năm nay rất nhiều người đã không còn quan tâm đến nữa rồi sau đó chúng ta lại có câu chuyện đàn áp đến từ SEC rồi câu chuyện đến từ bộ tài chính ở new york khiến cho mọi người lại nghĩ là thị trường này là một thị trường mà hoàn toàn không có lực và những công ty này không muốn đi theo lực thì đó cũng là một câu chuyện xấu cho crypto nhưng mà chúng ta bây giờ lại có một câu chuyện khác nữa khiến cho nhiều người bây giờ đặt dấu chấm hỏi các bạn một bên thì nói đây là một cái thị trường có nhiều sự lừa đảo đây là một thị trường không tốt đây là một thị trường mà mọi người đừng nên đụng đến nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy cái sự kiện liên quan tới ngân hàng sụp đổ thì bdc lại tỏa sáng và lại dẫn đầu nhiều câu chuyện nói là bây giờ đó, BTC là một à, loại tài sản mới Là một vàng điện tử Thì ít như gì đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của rất nhiều người Liên quan đến Bitcoin là gì Và đương nhiên crypto nói chung Thì đó là đi sau thường nói là Câu chuyện không thể đến một cái thời điểm nó hợp lý hơn Trong khi chúng ta vẫn tiếp tục đang bị đàn áp Đến từ những đơn vị như là SEC Thường sẽ có thêm thông tin chia sẻ với các bạn một lát nữa Nhưng mà nói tới những ngân hàng đó Thì chúng ta thấy được là những ngân hàng ngày hôm nay Lại tiếp tục giảm Các bạn thấy được là ngân hàng Park West hôm nay Đã giảm 8.55% và hồi phục nhẹ mà thôi Sau khi đóng cửa Họ hồi, hồi phục 1.35% mà chúng ta tiếp tục thấy được. Ngân hàng First Republic lại giảm thêm 6% ngày hôm nay nữa và sau khi mà đóng cửa đó thì cũng không có sự thay đổi nhiều. À, hồi phục lại 0.56%. Tại sao vậy các bạn? Tại vì mọi người vẫn không có an tâm, nhất là đối với lại Bộ trưởng tài chính Chair giao Yellen ở Hoa Kỳ thì Bộ trưởng tài chính này đó hầu như là quay xa liên tục luôn các bạn các bạn đã nhớ là mới đầu khi mà có sự kiện liên quan tới ngân hàng svb đó thì bộ trưởng này chính là lớn tiếng nói là không chúng tôi sẽ không có gói cứu trợ nào cho ngân hàng hết rồi sau đó là nói là ok chúng tôi sẽ cứu trợ hai ngân hàng đó chính là svb và ngân hàng signature à, rồi sau đó chúng ta thấy được là fed đó, ngày hôm qua chia sẻ là fed sẽ làm đủ mọi cách để mà đảm bảo an toàn cho ngân hàng có nghĩa là sẽ đảm bảo có số tiền gửi của người ta gửi tiền nhưng mà khi người ta hỏi bộ trưởng tài chính à, quốc hội ngày hôm qua đó ở thượng viện thì à, bộ trưởng tài chính trên này vừa lại nói là không tôi đâu có nói là đảm bảo tiền gửi cho tất cả ngân hàng đâu rồi các bạn đây là ngày hôm nay đây trên hình ở hạ viện thì uh, bộ trưởng tài chính lại nói ngược lại các bạn nói là không chúng tôi uh, sẽ sẵn sàng để mà có thêm sự hỗ trợ cho những ngân hàng nếu như mà cần thiết và bà, bà ta đã lập được lại nhiều lần như vậy <laughs> các bạn cho nên bây giờ đó người ta có không biết là bây giờ bà đang nói là bà ủng hộ hay là không ủng hộ bà ta quay xe giống như là 180 độ mỗi ngày luôn ngân hàng cũng không biết đâu mà mò nữa các bạn cho nên chúng ta thấy được là ngân hàng lại tiếp tục có cái sự giảm xuống nói chung đó thì cái điều chia sẻ mới nhất đến từ bộ trưởng bộ tài chính của hoa kỳ à, đó chính là sẽ làm tất cả gì có thể để mà hỗ trợ ngân hàng thì cũng đồng nghĩa là sẽ bảo đảm cái số lượng tiền gửi nhưng mà bộ tài chính đâu có nhiều tiền như vậy các bạn và fed cũng đâu có sẵn nhiều tiền như vậy tới cuối cùng thì tiền vẫn phải được in ra mà thôi thì bây giờ đó thường nghĩ là nhiều người cũng đã biết là ngân hàng ở Hoa Kỳ đó sẽ được đảm bảo là 250.000 đô được bảo đảm bởi bảo hiểm FDIC và thực ra con số 250.000 đô này đó đã, đã bắt đầu được ấn định vào năm 2010 à, sau khi mà có cuộc khủng hoảng năm 2008 à, và nếu như bây giờ đã nói là chúng ta cần phải nâng cái mức bảo hiểm này lên à, thì thường không có nghĩ là nhiều người sẽ ủng hộ đâu bây giờ đó thì Fed nói là khả năng là sẽ không tăng lãi suất nữa và thị trường bây giờ cũng nghĩ như vậy rồi bây giờ Fed nói là sẽ bắt đầu áp dụng cái chiến lược uh, siết chặt cái quy định cho vay uh, nhưng mà ngân hàng bây giờ đã gặp khó khăn rồi tại vì uh, bây giờ đó, cái số lượng người tới vay đã không còn nhiều trước nữa họ đã bị giảm cái số lượng người có nhu cầu vay mà bây giờ còn siết chặt nữa <laughs> thì những hàng sẽ càng khó khăn hơn cho nên thùng mới chia sẻ là cái cách làm này của Fed là siết chặt quy định cho vay thường cảm thấy là cũng không được ổn lắm nhưng mà chúng ta hãy chờ xem coi là kết quả sẽ ra sao nói chung thì cho tới ngày hôm nay tình hình ngân hàng vẫn chưa có ổn các bạn và đã kéo dài gần như là hai tuần rồi và đây là thông tin mới nhất liên quan đến tình hình của ngân hàng